Thưa quý vị, thưa các bạn, thực hiện chiến lược phát triển thủy sản Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, ngành thủy sản tiếp tục hướng tới mục tiêu trở thành ngành kinh tế quan trọng của quốc gia, sản xuất hàng hóa lớn, hội nhập quốc tế sâu rộng, phát triển bền vững, có trách nhiệm và chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu. Theo đó, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã xây dựng kế hoạch tiếp tục triển khai chương trình hành động phát triển ngành thủy sản theo hướng gắn nuôi trồng với khai thác có hiệu quả nguồn tài nguyên biển, đẩy mạnh công nghiệp chế biến, xuất khẩu có giá trị gia tăng cao, góp phần bảo vệ chủ quyền, an ninh, trật tự trên biển. Dự báo đến năm 2030, nhu cầu tiêu thụ thủy sản làm thực phẩm sẽ tăng 18% so với năm 2018. Thủy sản nuôi sẽ chiếm khoảng 59% tiêu thụ và khoảng 36% sản lượng thủy sản sẽ được xuất khẩu vào năm 2030. Với nhu cầu tăng lên, cơ hội cho ngành thủy sản của Việt Nam cũng được mở rộng hơn. Tuy nhiên, điều đó cũng đi kèm với những rủi ro về sản xuất không bền vững, gây ra những hệ lụy về ô nhiễm môi trường và mất đa dạng sinh học. Do đó, cần có những hoạt động để thúc đẩy sự tham gia của các doanh nghiệp hướng đến sản xuất bền vững, thân thiện môi trường. Theo Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, Bộ đã có nghị quyết của Ban Cán sự về việc nâng cao đầu tư công cho hạ tầng thủy sản giai đoạn 2021-2025. Trong đó xác định rõ cần đầu tư cơ sở hạ tầng một cách bài bản để ngành thủy sản phát triển hiệu quả và bền vững. Một mặt, cần đẩy nhanh ứng dụng khoa học công nghệ về giống, nuôi trồng, thú y phòng bệnh và bảo quản sau thu hoạch. Mặt khác, cần cơ cấu lại các doanh nghiệp chế biến, xuất khẩu thủy sản theo mô hình kinh tế tuần hoàn, theo chuỗi và nâng cao giá trị. Thủy sản của Việt Nam thì phải nói là một ngành kinh tế rất là quan trọng. Và trong nhiều năm qua thì cái ngành thủy sản đã có những cái đóng góp nhất định cho cái sự phát triển kinh tế của đất nước. Đặc biệt là cái nuôi trồng thủy sản, kể cả nước ngọt, nước mặn. Và gần đây thì cái nuôi trồng trên biển đã phát triển, phải nói là có những cái đóng góp rất lớn. Tuy nhiên là hiện nay chúng ta có một số vấn đề mà nó sẽ ảnh hưởng chắc chắn đến cái xuất khẩu thủy sản. Cái thứ nhất vấn đề là quản lý khai thác thủy sản trên biển cũng như là nuôi trồng trên biển. Vấn đề về quản lý môi trường, từ các hoạt động nuôi trồng, quản lý các cái hoạt động khai thác một cách hợp pháp. Thì tôi cho rằng là đây là một cái hướng mà nhà nước chúng ta đã có rất nhiều nỗ lực, nhưng thực tế thì cho thấy rằng là nó chưa hiệu quả. Cho nên là mặc dù cái bức tranh thì trông rất là hấp dẫn, nhưng mà nếu chúng ta không nhìn nhận thì chúng ta sẽ gặp phải những thách thức sắp tới, và đấy là một điều mà chúng ta phải hết sức cảnh giác. Việc đẩy mạnh nuôi trồng thủy sản theo hướng quảng canh cũng là một trong những hoạt động phát triển bền vững ngành thủy sản. Cà Mau là một ví dụ về nuôi trồng thủy sản theo hướng quảng canh. Tỉnh Cà Mau đặt mục tiêu đến năm 2025 phát triển nuôi tôm siêu thâm canh đạt 5.000 ha, đồng thời xây dựng chứng nhận theo tiêu chuẩn quốc tế về 30.000 ha diện tích tôm rừng và sản xuất lúa tôm đạt 45.000 ha. Đến năm 2025, kim ngạch xuất khẩu thủy sản của tỉnh đạt khoảng 1,3 tỷ đô la Mỹ, và tới năm 2030, tỉnh sẽ củng cố duy trì vị trí dẫn đầu của cả nước về tôm. Nói chung ngành nghề nào cũng có sự cạnh tranh, nhưng mà tiêu chí của bên em là làm sao khi bán cho người tiêu dùng, không những bán để thu tiền mà giống như trao cho họ món quà của tỉnh của em, món quà của Cà Mau về nuôi trồng, để cho một cái sản phẩm nó tốt và nó duy trì bền vững. Về nguyên liệu là tụi em sẽ có cái quy trình hướng cho từng hộ dân phải biết bảo vệ môi trường như thế nào, từ cái trong gia đình cách sử dụng rác như thế nào, sinh hoạt về giống như không hạn chế cốt gừng như thế nào, rồi cách mà để sơn sửa vuông để tạo cái hệ phù sa mới, rồi mình không sử dụng phân thuốc. Cái đó tại vì cái farm là của hộ nông dân, tụi em đưa ra quy trình để họ tuân thủ theo quy trình em đưa. Nghị quyết 36 NQTU 2018 về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, chỉ rõ cần phải làm thế nào để nuôi trồng và khai thác hải sản có được sự thịnh vượng từ lợi thế, đồng thời kết hợp được với thế mạnh của tổ hợp các ngành về biển, hạn chế những tác hại trong tương tác của nghề khác cho sự phát triển nhanh và bền vững. Tôi nghĩ là cần có một sự đổi mới
chưa nói là sự thay đổi nhưng mà sự đổi mới rất là lớn của ngành thủy sản, đi theo các hướng. Hướng thứ nhất là làm sao mà tăng cái cung ứng nguyên liệu cho chế biến. Trong Hiệp hội Nuôi biển Việt Nam ấy, là phát triển mạnh cái nuôi biển để cung ứng cái nguyên liệu cho chế biến. Thứ hai là chế biến sâu. Thì chúng ta đã quen với việc làm những mặt hàng giá rẻ, chế biến thô. Nhưng mà những cái công nghệ chế biến sâu ấy, là chúng ta đang thiếu. Và ngành thủy sản cần có cái việc đầu tư rất mạnh vào chế biến sâu. Và thứ ba nữa là cần có cái sự phát triển của các chuỗi liên kết của ngành hàng. Một cái sản phẩm mà muốn xuất khẩu ra các nước, nó đòi hỏi có hai cái điều kiện. Điều kiện cần và đủ. Điều kiện cần có nghĩa là ở Việt Nam chúng ta phải đạt được cái tiêu chuẩn, kể cả phần cứng và phần mềm, đủ bảo đảm về chất lượng. Chất lượng ở đây muốn nói cái điểm chính yếu nhất là cái vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm. Nhà nước có cái chuẩn mực, thì khi chúng ta đạt cái tiêu chuẩn đó rồi, thì cái cơ quan quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản của Việt Nam, họ sẽ kiểm tra, kiểm định, đạt rồi thì họ mới cấp cho mình một cái code để xuất khẩu. Ví dụ như sản phẩm của Trí Tính là được cấp cái code là TS611, thì đó là điều kiện cần. Có nghĩa là chúng ta đủ điều kiện để chúng ta xuất. Còn cái điều kiện đủ cái là đến một cái thị trường nào, thị trường đó người ta có cho phép vào hay không, thì đó là mới điều kiện đủ. Trong xu thế hiện nay, muốn vào cái thị trường thế giới thì chúng ta phải tuân thủ cái luật chơi chung, chứ chúng ta không thể mà làm theo cái kiểu cách của chúng ta, nghĩ theo kiểu cách của chúng ta được. Phó Thủ tướng Lê Văn Thành vừa ký quyết định số 911 QĐ-TTG ngày 29 tháng 7 năm 2022, phê duyệt đề án bảo vệ môi trường trong hoạt động thủy sản giai đoạn 2021-2030, trong đó nhấn mạnh mô hình kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh trong chuỗi giá trị thủy sản được nghiên cứu áp dụng và từng bước được nhân rộng. Hiện các tỉnh ven biển đang đẩy mạnh cơ cấu lại ngành thủy sản theo hướng xanh hóa, giảm lượng khai thác để bảo tồn, đồng thời tăng nuôi thả để tăng cường nguồn lợi thủy sản, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững của toàn ngành.